Thu Hằng xin chào tất cả các thầy cô giáo, và bây giờ Thu Hằng sẽ hướng dẫn cho một số thầy cô giáo mà không vào được, không tải được MS Team do lỗi của hệ điều hành. Thì chúng ta sẽ làm như sau: chúng ta vào một trình duyệt, ví dụ như Thu Hằng vào cốc cốc, sau đó chúng ta ấn vào Microsoft. Microsoft Team, gõ Microsoft Team. Rồi chúng ta nhấn vào cái đầu tiên, đó là đăng nhập. Sau đó chúng ta nhấn vào nút đăng nhập. Và Thu Hằng đã từng vào hai tài khoản này trên trang web. Sau đó chúng ta sẽ vào, ví dụ bây giờ Thu Hằng chọn vào lớp 7B. Và Thu Hằng sẽ nhập mật khẩu đăng nhập. Ví dụ bây giờ máy của tiếp theo, đây, ví dụ bây giờ máy của Thu Hằng là máy của lớp sau này sẽ sử dụng ở lớp 7B nhiều, thì Thu Hằng sẽ đăng nhập vào trong đây, và nếu họ yêu cầu lưu cái password thì chúng ta cứ lưu lại, và chúng ta nhấn vào hủy bỏ. Duy trì đăng nhập, chúng ta có, lần sau sẽ duy trì đăng nhập ở cái này và sẽ không hiển thị lại cái thông báo này nữa. Rồi, nếu mà chúng ta nhấn vào tải ứng dụng thì nó sẽ cho chúng ta tải về máy. Thế nhưng vì là do máy của chúng ta không thể cài được, đấy, cài mà không thể cài được, nên chúng ta sẽ ấn vào sử dụng ứng dụng web để thay thế. Và bây giờ chúng ta có thể vào được lớp học. Ví dụ như là chúng ta đã nhìn thấy lớp 7B rồi, chúng ta nhấn vào lớp 7B. Nếu không nhìn thấy, chúng ta nhấn vào cái chữ nhóm này nha. Nhóm này, đấy. Nó sẽ ra lớp 7B, nháy trái vào lớp 7B. Và sau đấy chúng ta nhấn vào góc trên bên trái này, nhấn vào chữ họp và chờ. Đấy. Lớp 7B. Và chúng ta nếu mà chưa có camera thì chúng ta kéo camera lên. Nếu mà trong trường hợp mà kéo không được thì chẳng qua là camera của chúng ta đang dùng vào việc khác. Ví dụ Thu Hằng đang dùng quay màn hình mà Thu Hằng đã mở camera ở trong cái chương trình quay màn hình thì nó sẽ không cho chúng ta mở camera ở trong Microsoft Team nữa. Và chúng ta nhấn vào tham gia ngay. Vậy là chúng ta đã mở phòng học, và các bạn chú ý là khi nó ra là mời mọi người cùng tham gia với bạn thì chúng ta nhấn vào cái sao chép này. Nếu chúng ta nhấn vào cái sao chép này, chúng ta gửi cho học sinh. Chúng ta đóng vào. Chúng ta gửi qua họ cho học sinh. Thì học sinh muốn mở được thì thứ nhất là học sinh phải cài Microsoft Teams. Sau đó học sinh nhấn lì vào cái đường link mà chúng ta gửi. Học sinh chọn, nếu ở trên điện thoại thì học sinh sẽ chọn vào là mở link thì nó mới có thể vào được. Còn không thì sẽ phải copy cái đường link đó sang Google ở trên điện thoại, paste vào thì học sinh mới học được. Còn nếu không, học sinh mà học nhấn vào luôn thì học sinh sẽ vào mà không có ai cả, chỉ có một mình. Nên là giáo viên chú ý. Thu Hằng đã gửi cho mọi giáo viên cái đường link mà học sinh chỉ cần ấn vào là học được ngay. Và Thu Hằng cũng đã hướng dẫn cái cách copy cái đường link đấy ở chỗ nào rồi. Và bây giờ Thu Hằng đang là giáo viên dạy ở trong cái lớp 7B, chưa có học sinh nào vào. Nếu muốn xem học sinh thì chúng ta nhấn vào đây, lớp 7B. Đấy. Muốn nhắn tin thì nhấn vào đây, xem học sinh này, nhấn vào cái hình hai người này, đây có mỗi một mình Hằng, và chúng ta có thể nhấn đây là chia sẻ lời mời, nhấn vào chia sẻ lời mời thì lúc đấy thì mình cũng có thể copy được cái sao chép được cái đường link cuộc họp. Chúng ta nhấn vào cái ba chấm này, nó hiện ra là tải xuống danh sách tham dự để chúng ta
điểm danh học sinh sau khi mà kết thúc một cái lớp học, chúng ta sẽ nhấn vào đây để điểm danh xem là những học sinh nào vào học và những học sinh nào vào mà không học được, bởi vì là mạng kém thì nó sẽ ra ra vào vào, thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Meeting option, quản lý cái cuộc họp. Chúng ta vào quản lý cuộc họp. Đấy, thì ở đây này, chúng ta có thể, bởi vì nếu như mà Thu Hằng đã hướng dẫn cho các giáo viên là vào để cho mọi người cùng vào mà không cần phải chấp nhận ấy, nhưng mà đấy là ở trên phần mềm, nhưng đây là do chúng ta không cài được phần mềm nên là chúng ta phải nhấn vào cái ba chấm này, chọn quản lý quyền, sau đó nó sẽ vào trong cái giống như là ở trong phần mềm, thì chúng ta nhấn vào cái ba chấm và chúng ta chọn là meeting option đấy. Nó sẽ ra như thế này và chúng ta sẽ chọn này, ai có thể đi qua phòng đợi thì chúng ta sẽ để mọi người everyone, để mọi người, tất cả mọi người vào cái là có thể qua phòng đợi mà không cần phải chờ, chúng ta nhấn chấp nhận, nếu giáo viên chủ nhiệm nhấn chấp nhận mới được vào đấy, thế giờ chúng ta cho qua hết và sau đó chúng ta nhấn vào lưu. Đây, cho phép người cho phép micro đối với người tham dự, là người tham dự có thể bật micro, có thể bật camera và có thể nhấn tương tác. Còn nếu chúng ta kéo về đây thì người ta không thể mở camera, không thể bật micro và cũng không thể tương tác được. Chúng ta cứ để kéo ra để học sinh có thể tự chia sẻ bài của mình, học sinh có thể nói, học sinh có thể bật camera lúc cần. Rồi chúng ta nhấn vào lưu, chúng ta chú ý mỗi này thôi nhá, để bỏ qua. Rồi nhấn vào lưu. Giờ chúng ta lại sang bên kia, đóng cái này vào cũng được, không cần thiết. Đây, sang trang chính của chúng ta. Ở đây chúng ta còn có một số cái nút ở ngang ở đây. Tắt cam, mở mic, tắt mic. À, cái ba chấm này thêm hành động. Hiển thị cài đặt thiết bị, chúng ta cũng không cần quan tâm lắm bởi vì là chúng ta đã có thiết bị là mic và camera rồi. Hiển thị ghi chú của cuộc họp, hiển thị chi tiết cuộc họp, hiển thị sang chế độ toàn màn hình. Chúng ta nhấn vào thì nó sẽ ra chế độ toàn màn hình. Đấy, ở chế độ toàn màn hình như này. Thoát chế độ toàn màn hình thì nó sẽ thoát khỏi, nó giống như trang web đúng đấy. Đấy, bộ sưu tập lớn là chúng ta đang ở, còn bộ sưu tập xem trước. Đây là xem trước. Chúng ta có thể nhìn trước xem là chúng ta như thế nào. Đây là chúng ta ở trên cái màn hình của học sinh. Chúng ta có thể xem trước. Đấy, chế độ cùng nhau xem trước. Sẽ có nhiều người trên một cái phòng Zoom này, hiển thị ở trên này, đấy, sẽ cùng nhau xem. Tức là nếu có nhiều học sinh thì học sinh sẽ cũng có cái bàn hình ghế như chúng ta này. Chúng ta không cần quan tâm đến cái này lắm. Chúng ta để cái chế độ mặc định là bộ sưu tập nha. Đấy, và chúng ta cũng có thể để bàn phím ở trên này, để học sinh có thể nhấn phím số. Ở trên điện thoại của học sinh thì học sinh cũng có cái chỗ nút ba chấm để học sinh có thể nhấn số. Ví dụ như là cô yêu cầu học sinh là nếu các em đồng ý thì hãy nhấn cho cô số 1, thì học sinh sẽ nhấn số 1 thì nó sẽ hiện lên trên màn hình. Và với giáo viên là chủ trì thì có thể bắt đầu ghi cái cuộc họp này. Nhấn vào đây để bắt đầu ghi lại cái buổi học ngày hôm nay và kết thúc buổi họp bằng cách chúng ta nhấn vào đây hoặc nhấn vào cái nút đỏ này. Học sinh cũng vậy, cứ nhấn vào cái nút gác máy thì nó cũng kết thúc buổi họp. Và cái nút tên này là mở khai chia sẻ, chúng ta nhấn vào đây
thì chúng ta sẽ mở được cái khay như chia sẻ. Thì nó có các cái lựa chọn, đó là chia sẻ màn hình. Khi chúng ta nhấn vào chia sẻ màn hình, tức là trên màn hình của Thu Hằng có gì thì học sinh sẽ nhìn thấy hết như thế. Ví dụ như Thu Hằng hay để cái nền màn hình desktop là mặt của Thu Hằng, thì Thu Hằng không muốn cho học sinh nhìn thì Thu Hằng không có thích chia sẻ cái màn hình đấy. Thu Hằng sẽ mở sẵn tất cả những gì Thu Hằng mở. Ví dụ bây giờ Thu Hằng mở nhá, mở một cái tệp nào đấy ở trên nào. Ví dụ như là bây giờ là Thu Hằng, các bạn nhìn thấy, nhưng thực ra học sinh không biết Thu Hằng đang làm gì. Học sinh chỉ nhìn thấy Thu Hằng không thôi, chứ học sinh không biết là Thu Hằng đang mở cái này. Bởi vì Thu Hằng không có chia sẻ màn hình. Còn nếu Thu Hằng chia sẻ màn hình thì học sinh sẽ nhìn thấy cả từng thao tác của Thu Hằng. Mở cái ổ D ra, rồi mở cái năm học 2021, 2022 ra, mở tin học ra, mở giáo án tin học ra. Tất cả những cái này học sinh sẽ nhìn thấy hết. Đấy. Nhưng nếu như mà chúng ta mở sẵn, ví dụ Thu Hằng mở bài giảng điện tử, Thu Hằng mở bài 5 lên là Thu Hằng để đấy. Để sẵn đấy. Để Thu Hằng, hôm nay Thu Hằng dạy bài 5, ví dụ như vậy. Thì Thu Hằng vào trong cái trang, quay lại cái trang web. Lúc này Thu Hằng chia sẻ màn hình này, Thu Hằng lại phải chia sẻ, không phải chia sẻ cái, nhấn vào này, nhấn vào chia sẻ màn hình. Nhấn vào chia sẻ màn hình, nhưng Thu Hằng không chia sẻ toàn bộ màn hình. Nếu Thu Hằng chia sẻ toàn bộ màn hình thì học sinh sẽ thấy hết những gì Thu Hằng thao tác như lúc nãy. Thu Hằng chỉ chia sẻ cửa sổ thôi, và Thu Hằng sẽ chọn ra cái cửa sổ, ví dụ như là cái cửa sổ các cái bài giảng điện tử, tức là cửa sổ thư mục của Thu Hằng, hay cửa sổ general là cái cuộc họp mà Thu Hằng đang diễn ra đấy, thì Thu Hằng chọn cái PowerPoint để Thu Hằng chia sẻ. Đấy, Thu Hằng chia sẻ mỗi cái PowerPoint thôi, mở sẵn PowerPoint ra để đấy, nhấn vào chia sẻ. Và ở đây lúc này là có hai cái là dừng chia sẻ và ẩn cửa sổ. Thì Thu Hằng chia sẻ, nên là Thu Hằng cứ để, Thu Hằng nháy vào. Vậy là học sinh cũng nhìn thấy những con thỏ chạy ra, tất cả những cái gì mà Thu Hằng trình chiếu học sinh đều nhìn thấy trên màn hình của học sinh. Thế nhưng mà vì đây là trang đang ở trang web nên các bạn sẽ không nhìn thấy được học sinh như thế nào. Chúng ta phải cần ấn cái Alt Tab để chúng ta xem lúc này học sinh đang làm gì. Đấy, lúc này học sinh đang làm gì. Và chúng ta có thể thu nhỏ cái cửa sổ này vào để nhìn xem học sinh đang làm gì. Đẩy dịch ra, thu nhỏ nó về một bên. Nó sẽ bị khó chịu hơn so với lại đây, để nó sang cạnh này. Đây là học sinh, chỗ này là học sinh. Bên đây là giáo viên trình chiếu, lại nhấn sang đây. Nhấn sang đây và chúng ta trình chiếu trên màn hình của học sinh sẽ hiện ra. Và chúng ta lại Alt Tab để quay trở lại xem học sinh. Đấy, gọi một số học sinh đứng lên trả lời, ví dụ như vậy. Nếu mà mở to ra cũng được. Giáo viên ngừng chia sẻ. Nhưng mà Thu Hằng nhận thấy là nếu như chúng ta chia sẻ PowerPoint ấy, không ấy, thì nó chậm, mà chúng ta chia sẻ toàn màn hình ấy thì lại rất là nhanh. Tức là học sinh sẽ nhìn thấy luôn. Ví dụ như là chúng ta đóng hết những cái gì chúng ta cần, không muốn học sinh nhìn thấy, chúng ta chỉ mở sẵn PowerPoint để đấy. Sau đó là chúng ta vào trong cái này và chúng ta nhấn vào chia sẻ. Và chúng ta chọn toàn màn hình, chúng ta chọn luôn chế độ toàn màn hình này và chia sẻ. Rồi chúng ta mở ra thì học sinh sẽ nhìn thấy. Ví dụ Thu Hằng thu nhỏ cái này lại. Thì mọi cái thao tác này diễn ra thì học sinh thấy luôn. Nó không bị chậm như là ở trong. Đây Thu Hằng đâu.
bạn có thể chia sẻ xong, tức là khi mà giáo viên chia sẻ thì cái màn hình của giáo viên sẽ bị mất. Khi chia sẻ toàn màn hình thì cái màn hình của giáo viên sẽ bị mất. Và chúng ta dừng chia sẻ. Lúc đấy chúng ta mới có thể mở camera của mình lên. Đấy. Vậy là Thu Hằng đã hướng dẫn cho giáo viên mà không thể cài được team, chúng ta vẫn dạy được bình thường, vẫn chia sẻ được, vẫn đặt được các cái chế độ sao cho là học sinh có thể vào ngay mà không cần phải ấn admin hay là chấp nhận nha. Xin chào cả nhà.